chống chống gì khùng à, thậm chí tôi chẳng biết, tao nói về tao tao cũng không biết, nhưng mà tao biết chẳng là ở Trung Quốc nó có một cái mỏ đất hiếm. Việt Nam mình có mỏ đất hiếm, mà nghe mỏ đất hiếm mình là chưa khai thác, nhưng mà người ta đã biết rồi, người ta đã có rồi, mà thậm chí cái đất hiếm của mình nữa là còn tốt hơn cả nữa. Tao rõ ràng tao nói vậy thôi chứ tao không biết đất hiếm là cái gì, mà thậm chí mà chưa chi đã ra la làng thì nó chửi bới rồi, tao không cần biết mẹ, nó thậm chí ra chẳng biết đất hiếm là cái gì, nó hẳn là như vậy. Thì thôi mình cũng không bàn cãi vì chơi là mình không phải là nhà khoa học. Đất hiếm Mỹ, Nhật, con Hàn Quốc không phải phụ thuộc cả Trung Quốc cái gì? Đừng giỡn mặt. Sản xuất hàng đầu thế giới mà. Ngu. Phải phụ thuộc chứ. Rồi chứ không có đất hiếm mà tại sao mà tạo ra các cái bó mạch của cái điện thoại? Điện thoại, ống kiến, máy ảnh, những cái đồ cao cấp, những cái đồ đó. Tao không có nói đây chị nói, nhưng mà cái đó rất là phức tạp. Tại vì các nhà sản xuất linh kiện điện tử, ra những thậm chí như kêu là phóng phi thuyền đi không gian cũng cần nữa. Đại khái cái thứ đó là mình không nói, nhưng mà cái điều cái buổi lại hôm nay mình giải thích cho trong một cái sự hiểu biết hạn hẹp thì mình mới nói giải thích là cái điều thoát trung nên thoát cái nào, mình đã thoát là thoát từ lâu rồi, đã nên thoát là thoát từ lâu rồi, không cần phải bàn cãi. Còn cái giữa cái mà không thể thoát được mà mình cũng không muốn thoát, bởi vì sao, cái đó là cái lợi điểm của mình. Giao thương với đề kinh tế, ngũ cốc và nông sản thì cái chuyện nó thoát làm cái gì trời? Đủ bỏ thoát cho đôi dân đói à? Đói có tiền ăn. Đúng rồi. Đói thì bên cung thỉnh đạo tặc á. Đúng rồi. Cái live hôm nay là chủ yếu là chỉ nên mình thấy ghét cái những cái điều mà bên kia họ xuyên tạc, rồi họ không hiểu gì, bất cứ cái gì ram cả. Ngồi chỗ gõ bàn phím mà phải chi mà nói là giảng viên là tiến sĩ thực sự của thụ gì đó. Ở quốc hội Mỹ thì nói đủ, toàn là dân đủ mà ăn qua phe làm neo rồi xong rồi đủ mới thậm chí chạy xe rác nữa, đủ mà ngồi đủ chạy Uber rồi còn tham gia chính trị nữa, gọi là gì, bày đặt tham gia chính trị và nói chuyện toàn là bị ăn cơm với muối mà nói chuyện trên núi rồi quá tao mới tức cười quá. Anh ra cái này nó chuyên sâu lắm, mình nó chuyên sâu và nó lớn lắm, cho nên là mình chỉ có mình chỉ nhìn vòng có khía cạnh hạn hẹp của mình thôi, mình thấy vậy. Có những cái nên và những cái không nên, và cái nào nên thoát là đã thoát từ lâu rồi. Nhắc lại một lần nữa là quân sự nè, văn hóa nè, rồi viễn thông nè, viễn thông nè, nói chung là cái gì mà lệ thuộc mà ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng là thoát hết rồi. Yên chí có nhiều cái không ảnh hưởng quốc phòng mà cũng thoát đó chú, cũng thoát. Chẳng hạn như ra đường chú con đố chú mà tìm được chiếc xe ô tô xe hơi Trung Quốc á. Đặc biệt anh mình này nhắc tôi mới nhớ. Ê, ở Việt Nam mà xe hơi hả? Dính nó từ thoát à? Không có thằng nào xài xe hơi Trung Quốc hết trơn. Dính từ thoát. Khổ vậy đó. Xe máy không ít lắm. Đúng chưa? Bây giờ xe máy tàu gì đâu có ai, Việt Nam thì đâu có ai xài. Nó thấy tự động, người dân gọi tự động tự thoát luôn, không cần phải đợi. Không cần gì là phải chính phủ nhắc nhở. Mấy chú nước ngoài nhắc nhở. Không cần phải chú nước ngoài nhắc nhở. Mà tưởng chú nước ngoài làm cái gì trời ơi, đủ quá. Mệt quá, đi cắt cỏ gì, đi đủ quá tào lao không mà đủ quá. Thất nghiệp không có phải không mà đủ quá. Nhắc nhở bên đó nước Mỹ tạo điều kiện cho thiên đường, tạo điều kiện cho tất cả mà khổ. Anh gì quéo khoe thang đó làm lạnh lương cái chú về hưu nè, nó làm được xin như tao thì bởi vì thường thường á tuổi trẻ phải chấp nhận chịu cài thì người già về già được hưởng lợi, có lương có ông lỗi đây tụi mới trẻ đã làm miếng còn láo còn xạo bốc phét còn tào lao vậy đâu còn dạy người ta làm rồi kinh giàu. Tế dạy dạy thành thật vượng làm giàu mới là ghê chứ luôn. Anh như có nói là bên đó anh queo khoe bên đó là vẫn có mấy trăm đô mà 600-700 đô nhưng mà đâu anh khám đây mà đi đi. Ủa, về Việt Nam sống khi làm sống rồi ai cho về, đủ không có tiền mua vé bay cho về, người ta phát tiền lương dài mình mấy trăm đô mà không, thì mình để dành thì mình đi về được, mà đi về xong mình qua bên nó cúp không cho mình đi nữa, tặng cái 29 ngày thôi, qua 29 ngày được cái gì kỳ vậy, kỳ cái luật nó vậy mà. Mày phải vô sản, mày phải biết ăn cái đó, mà không được quyền đứng tên nhà băng, mà không được quyền có xe thì mày mới được ăn, bởi vì chiên chính vô sản mới được vậy, còn không có thì miễn đi, đủ còn lâu nữa nuôi mày à. Tức là nghèo là gọi là nghèo mạt á, nghèo mạt đẹp á, đủ mạt đẹp á. Vậy mà lên làm dạy được á, về Việt Nam làm kinh tế biết là ghê, còn bàn chuyện quốc sự nó sẽ gớm được. Ở Việt Nam nghèo là có khi nghèo mà đất cả hecta đấy. Ừ, trời. Chỉ có cái nhà nhỏ thôi, cái nhà gọi nhà tránh thôi là nghèo đó. Không cần biết anh mấy mẫu ấy, đất rừng đất ruộng mấy mẫu đó, không cần biết. Tới mà thấy cái nhà có tivi, có nồi cơm điện mà thấy cái nhà lụp xụp là nhà nước cho tiền xây. Dắt này tao mới nhớ cái vụ mày nói. Cho mấy chục phần trăm đó. Con cái gì là vui lắm. Ở Việt Nam mình nó thẳng ra đường mình không biết ai nghèo ai giàu à. Thằng nào cũng đi xe hai bánh hết trơn. Chạy ào ào, thằng nào cũng ít hát, thằng nào cũng quay, thằng nào cũng mô tô,
hầu như xe hai bánh chạy ào ào mà đường thằng nào cũng giống như thằng đó, không biết nào giàu nào nghèo. Ê nhưng mà đừng có làm như vậy, đừng có nhiều thằng nó kỳ lắm, nó bận nó đòi nó bận đồ quần áo thì sắp thì xếp, nhưng mà chạy chạy xe tàn. Ê nhưng mà nó là tỷ phú á, đồ nó buồn cười lắm. Việt Nam mình là phè phè vậy đó. Tao nói câu đó thì rõ ràng là thật. Nếu các con ở trong Việt Nam thì con có xác nhận với bác điều đó không? Ra ngoài đường thằng nào cũng giống như thằng nào, không biết làm giàu nào nghèo cả, nhưng mà đừng có làm, rồi mà đụng cho nó là chết đấy, rồi không có khổ vậy. Đây giống như chị anh Trang Hải ngồi kế bên mà anh Trang đấy vậy thôi, bận mua xà lón rồi qua bên tao một ê bác ơi, uống cà phê bác xe vậy máy, thôi giờ xong đi xe máy rồi xong ấy, nhưng mà đừng đụng ra chủ tổng giám đốc công ty doanh nghiệp đó nha, buồn cười lắm. Cái này là cái sở thích cái xe máy nó kiểu phần tiền đi thuận tiện. Thật ra ai cũng đi xe máy, quẹo đường hẻm này, quẹo đường ghé chỗ này, ghé chỗ kia được. Nó đủ trước công chuyện nó lợi. Còn mà trong thành phố mình đi cái xe hơi, trời ơi, thật nó mệt. Mình đi từ đây mà lên thành phố, đi quận nhất, đi sớm mấy tiếng hồ rồi mấy ổng mới bò tới. Bởi nó kẹt xe, khổ vậy. Đi xe lớn chừng nào là kẹt xe chừng đấy. Lên ra ở đây vui lắm. Tao nói mà tụi nó không có tin. Không chửi tao, uống ấy. Nó chửi tao, nó ông già này bậy bạ. Hôm sau con phải mời chú về quê con Hà Tĩnh. Tức là một cái vùng quê ngày xưa người ta nói là chó ăn đá gà ăn sỏi, nơi mà được Mỹ tặng cho hàng triệu tấn bom, tức là ngã ba Đồng Lộc đấy, ngã ba Đồng Lộc. Ở đó là thời chống Mỹ thì ngày nào Mỹ cũng dồi bom hàng ngày, gọi là Quảng Trị. Ở trong kia thì Quảng Trị mà ra đến ngã ba Đồng Lộc là cái ngã ba mà mười ba cô gái, mười cô gái ngã ba Đồng Lộc đó, cái nơi mà để cái đường độc đạo để chở vũ khí vào Nam đấy. Đúng rồi, thì ngày nào Mỹ cũng dồi bom. Thì hôm sau con cũng mời chú về quê, chú làm một clip cho mọi người xem. Rồi, tao chú đi liền. Ngạc nhiên luôn, nông thôn đẹp lắm. Đi liền. Bây giờ về quê con là, đó chú biết là cuộc sống nông dân con thấy hơn thành phố, tốt hơn thành phố luôn. Mà nói về quê bây giờ tìm một con đường đất không tính ra. Mà giờ nông thôn là giờ về trẻ con, chú biết không, mùa hè này về trẻ con không thấy trẻ con. Thì hôm trước lạnh hết à? Mình cũng ngỡ áo náo, chạy xuống quê của Hồng Hiếu á, thì... đường làng đường vô quê bây giờ toàn là bê tông quá hết, toàn là bị xi măng hết, đường là rất là sạch sẽ, không còn cái đường giống kiểu như ngày xưa mà chơi mà đường mà đi trời mưa xuống đi trơn trượt té giờ không có nữa đâu. Bây giờ mày bởi đâu cũng vậy, tao xuống nhà bữa trước có một kỷ niệm vui đó, bữa đó cái mới về mà xuống nhà xuống chơi thì trong cái đâu có sim hết tiền, tao nói chết mẹ hiểu ơi, cái này hết tiền dễ ẹt, ngày qua nhà sớm vậy chỗ kia nó bán sim được. Từ tận cùng ngõ hẻm chỗ nào cũng có internet, chỗ nào cũng bán sim, chỗ nào cũng buồn cười. Mà cái này là một cái này chú này, cái mà nhà nước là chăm sóc đầu tư vào nông nghiệp nhiều á, vào nông thôn nhiều á. Có một cái hay như này, tức là bây giờ là mỗi tỉnh là cho quyền tự quyết về kinh tế để xây dựng cái tỉnh đó, là thành gọi là kêu gọi đầu tư, có quyền đầu tư này, kêu gọi đầu tư này và xây dựng cái tỉnh đó. Nói chung thi đua nhau từng tỉnh một á, thi đua cho đẹp lên, nó giàu lên á. Cái đó cũng hay á, là lý do cho này nè. Ví dụ như mình là người ở ngoài tỉnh hoặc là người phương xa mình tới, mình không hiểu được cái lợi điểm của cái địa phương đó. Nhưng mà cái người dân và cái ông này lãnh đạo ở đất nước mà cái chỗ đó, họ mới hiểu được ở đây nó có một cái đặc tính gì. Lợi thế gì mình nên khai thác lợi thế đó. Nhưng mà ở nước Mỹ á, nó cảnh quan coi nó gọn ghẽ, nó sạch sẽ, nó mình theo con mắt mình mới cảm quan thì mình thấy nó đẹp, nhưng mà thực chất nó không phải vậy, có nghĩa là nó thuộc về cái dạng như là công nghiệp rồi. Ta đơn cử một thí dụ là ở đây cũng có nhiều người vào cái này coi, cũng nhiều người cứ là cái cửa hàng McDonald's, cái cửa hàng bán hamburger hoặc cái ăn nhanh của Mỹ đó, thì hầu như trên nước Mỹ cái chỗ nào mà nó cũng giống như chỗ nào, cái kết cấu cái nhà nó buôn bán như thế nào thì trên kia nó cứ chặt, có nghĩa là nó dùng một khuôn mẫu và nó nhơn lên. Tiểu bang nào cũng có, mà chỗ nào cũng có vậy, và không thay đổi. Thành ra tôi nói mày nghe, mày đi vô nước Mỹ thì mày đi một chỗ thì mày coi như 50 tiểu bang y chang vậy. Chỉ có cái khác là ví dụ như ở đó cái cảnh quan núi rừng sông suối thì ok, có chăng còn vấn đề ngoài xã hội đường đi này kia, cái nhà ở y chang không khác mẹ gì cả. Nó làm cho mình cảm thấy là mình nhàm chán, hiểu không? Còn đất nước của mình á, nó ngồi ở chỗ này, mình ở Sài Gòn đi ra Phan Thiết là cảnh quan thấy khác rồi, khác nhau rồi thấy chưa? Từ Phan Thiết ra Phan Rang cảnh quan khác nhau nữa, từ Phan Rang ra tới Nha Trang cảnh quan nó khác nhau nữa. Mỗi địa phương tập tục văn hóa bản chất ngôn ngữ tiếng nói rồi cách ăn mặc rồi cách xây dựng nhà cửa nó hoàn toàn nó khác nhau. Ví dụ vậy, Mỹ thì y chang như nhau. Nói chung là đi mỗi vùng miền là có một cái cảnh khác biệt để xem, đúng rồi, có cái để mình xem. Và còn ngược lại bên Mỹ thì nó chán. Có một cái điểm thế này hay là chỗ này, khi mà cái tỉnh đó mà kêu gọi được nhiều nhà máy khu công nghiệp á xây dựng á,
thì nó có tạo một cái điều tiên cái hay thế này là người dân là sáng đi lao động ở khu công nghiệp thành phố mà tối lại về nông thôn để ngủ. Như vậy là ta phải bảo vệ được nông thôn này, giữ gìn được nông thôn này, chứ nếu mà cái tỉnh đó không có việc làm, có phải chăng là những đứa trẻ học xong rồi lên là tuôn đi vô thành phố rồi mai mốt ở nông thôn không có người à, không có người ở đó để mà sinh đẻ mà gìn giữ quê hương ở đó thì mai mốt lỡ giặc nó vô đó rồi lấy ai để mà chống à. Giống như trên Cao Bằng làng thôi có những vùng núi rất cao nhà nước còn phải đầu tư đấy. Đó là những gọi là những người giữ gìn biên cương đấy. Đúng rồi, nó có những cái ở Việt Nam nó có những ngành nghề rất là vui. Nó gọi là lao động thời vụ. Dạ. Lao động thời vụ là gì? Lao động tao mới biết nha, lao động thời vụ là ở dưới quê, ví dụ như mà hết cái mùa họ làm thu hoạch rồi nha. Ví dụ như mùa lúa tàn cả cái rồi xong rồi là rảnh mấy tháng á, rồi xong cái đồ mà chạy lên thành phố làm nào. À, có thể ta làm những cái chuyện khác, ví dụ như là làm đường ve chai, hồ đang hái vậy. Trong thời, rồi xong mới về đầu mùa ở dưới bắt đầu gieo giống là bắt đầu ở trên này chạy về, tức là khoảng chừng 3-4 tháng thôi là kiếm được vài chục triệu để hái vậy. Sướng lắm, có nghĩa là tranh thủ, là về dưới quê làm đó vậy đó, anh đây gọi là lao động thời vụ đó. Đến hết cái mùa nông nghiệp rồi đó, chăm sóc nông nghiệp thu hoạch xong rồi thì đến cái mùa mà không có việc làm ở quê đó thì ra thành phố kiếm thêm thu nhập. Đấy, cho nên chú biết không, mà con người đã chú thấy sướng không, sáng ra thành phố làm việc, chiều chạy xe hơi về, đi xe máy cũng được, về nông thôn ngủ nó rộng rãi, nó thoáng đãng, nó thích vậy mà. Ừ, nghe tiếng chim kêu vườn hót gà gáy đồ ha, khoái ngủ đó. Cái này là các cái tỉnh đó vẫn giữ được cái dân số này, giữ được người ở nông dân để họ lao động trồng trọt đến các cái mảnh vườn mảnh đất người ta này. Cũng là người nông dân thì cũng sinh đẻ cũng nhiều ở thành phố đó. Có người đẻ 3-4 đứa lần thì mai mốt là mới có nhân công đi lao động ở thành phố này, hoặc là nhân công để mà phục vụ cho quân đội này, nhà nước này. Nói một cách khác hơn nữa thì ai ở Mỹ cũng biết rồi, có nghĩa là lúc mà còn trẻ thì tăng nổ làm đi kiếm tiền, những người siêng năng làm hãng rồi mình tưởng là muốn làm, nói một cách khác là làm chỗ hợp pháp thì đo đi kiếm tiền làm hãng sửa này đi, khi về già thì được hưởng hầu như cái xu thế bây giờ đó. Mấy ông già giống như tao bây giờ về Việt Nam mẹ nó ráo rồi, đầu nó buồn cười đó. Và ngay tại thời điểm ngay giờ ta đang ngồi là đã ăn cơm xong nè, tắm rửa xong nè, hai chú cháu đi tàn uống cà phê cho nó coi cái không gian quán này, mày chắc mày đi đây có quay được rồi không quay đây à. mày quay mày đi không được rồi, chú Lý cho anh em xem thấy chưa, không gian quán này là đó thấy chưa, đó ngoài đường tấp nập đó, không gian quán này đó thấy chưa. Ê, đây cờ nhiều lắm nha, cờ nhiều lắm nha. Đó, gần tới lễ thì thấy không? Tất cả người đó sao bàn, đó thấy chưa? Ở ngoài đường thấy tấp nập không? Đó, rõ ràng đó là như vậy. Đó, nó vui. Đó. Là vui. Đó, mình thấy chưa? Thích thú. Mà thấy cái cảm giác nó sướng sao, mình không hiểu đâu. Nhưng mà ở nước Mỹ thì hiếm. Mà đi làm về mà chết mẹ vừa rã rời xong giờ này sức mấy lo ngủ sáng mai đi cài tiếp đó, nó cài điên khùng luôn, coi như là con người ta trở thành một cái robot. Tao ngày xưa tao đi làm cả đêm mà riết con người tao giống như cái đồng hồ sinh học vậy, ban ngày ngủ ban đêm đi làm là không biết trời trăng mới đứt, không thấy mặt trời mà đi làm cả đêm sao thấy mặt trời được, ban ngày về nhà ngủ đâu có thấy mặt trời mới trăng gì đâu, mà bao nhiêu năm mấy chục năm như vậy thấy không. Cái thế này chú này, Việt Nam không thể giống Mỹ. Đúng rồi. Mà Mỹ cũng không thể giống Việt Nam. Đúng. Mà Việt Nam cũng khác biệt các nước. Thành ra những người không hiểu biết đừng nên so sánh khập khiễng. Buộc phải giống. À, bắt buộc phải giống, phải theo. Đủ mới vô duyên. Người ta nói một câu vậy nè, chừng nào mà tổng thống Mỹ mà ăn mắm tôm được thì mới giống ăn. cho mắm tôm á, được. Thế còn được mà không ăn được thì miễn đi. Tào lao, bởi có nhiều đứa nó buồn cười lắm kìa. Đầu óc thì cũng giống y chang như là tàu hũ, không biết làm gì đó. Ok thì cái like này nó ngắn như thế, thì ngày mai thì có cái gì sắp xếp rồi nếu mới uống cà phê nữa thì làm tiếp tục nha. Thôi xin chào tất cả mọi người. Rồi hẹn gặp lại hôm sau để nói thêm một số bộ ngành nữa. Rồi, cái okay. Gì mà cần phải hợp tác sâu, cái gì mà cần phải tách biệt. Đúng rồi. Và đó là cái chính sách của nhà nước, của đảng và của mọi người dân luôn nha. Chứ phải. Và hơn là chú Đeo ta cũng rất là hài lòng với chính sách của nhà nước đúng không? Chính xác. Tuyệt vời đúng không? Chính xác. Nếu mà đi mình suy nghĩ sâu rồi chút xíu, mình cảm thấy nhà nước mình trụ má cái mình đã nói thì người ta đã làm từ lâu rồi mà đổ quá thì chịu vậy. Ví dụ vậy, ví dụ như quân sự, từ xưa vậy đâu có mua vũ khí gì của Trung Quốc đâu ta, rồi mày nói chuyện mà coi như là vấn đề về giáo dục thì tao
lâu những cái từ ngữ Hán Việt nó loại bỏ từ lâu rồi. Từ lúc 1975 tới bây giờ là không cần người phải nói làm rồi. Những cái gì cần làm là làm mẹ hết rồi. Sau mình nói tiếp. Rồi ok, vậy thôi bỏ bài. Hôm sau nói tiếp nha. Chúc mọi người một buổi tối tràn đầy yêu thương nha. Rồi ok, bye bye.